nghĩa là lúc mà biểu diễn thì vui ghê lắm. Ăn giao thừa xong xuôi thì là tụi em về đi ngủ, thì sáng hôm sau thì cả cái tiểu đội thông tin đó là mất hết. Thế là tụi em khóc, khóc quá trời khóc. Xong rồi đến khi tụi em đi về thì hồi đó là các chiến sĩ là gửi cho em thư nhiều ơi là nhiều, trời ơi cả một cái thùng to như thế này là nhiều lắm luôn. Thì nói chung là cái cảm giác mà hát cho bộ đội nó ngộ lắm anh, nó thiêng liêng mà nó lạ lùng lắm. Các đồng chí khẩn trương dọn dẹp sạch sẽ nha. Khẩn trương các đồng chí ơi, hôm nay đặc biệt lắm. Sạch sẽ chưa, gọn gàng nha, đẹp đẽ nha. Dạ xin mời các đồng chí ạ. Dạ xin mời các đồng chí. À, xin mời các đồng chí bên tiểu đội của mình lên chào hỏi, giao lưu, bắt tay với các đồng chí nữ dân công à. Mạnh dạn lên các đồng chí. Dạ rồi, xin mời các đồng chí hãy quay về chỗ ngồi để tôi tuyên bố lý do buổi gặp gỡ ngày hôm nay. Dạ, kính thưa các đồng chí trong đội dân công, ngày hôm nay thật sự thì chúng tôi rất là vinh hạnh và vinh dự khi được các đồng chí ghé thăm và biểu diễn để cho tiểu đội của chúng tôi xem. Và bây giờ thì xin nhường sân khấu lại cho các đồng chí. Thưa tất cả các đồng chí, hôm nay đoàn văn công của chúng tôi đến đây để phục vụ văn nghệ. Sau đây cho phép đoàn văn công nữ của chúng tôi xin gửi tặng đến tất cả các chiến sĩ ca khúc mang tên Lá Xanh. Nữ nhà hát quân đội và các vũ công đã đem đến bài hát Lá Xanh. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Quá hay, quá hay. Dễ thương quá. Và bây giờ là thử thách dành cho thập niên 70. Câu hỏi của chúng tôi: lý do nào sau đây không chính xác đối với mục đích thành lập đoàn văn công? A. Dạy hát cho các chiến sĩ. B. Cổ vũ tinh thần chiến sĩ. Hay C. Hù dọa tinh thần quân địch. Lý do nào không chính xác? Em nghĩ là C đó chị ơi. Đúng rồi, anh nghĩ là không chính xác. Hù dọa là không chính xác. Không, nó phải là A chứ không thể là C được. Đúng. Nó phải là A. Em chọn A. A, tức là dạy hát cho các chiến sĩ. Đây là của thập niên 70 sao em lại... Ủa, em cứ nghĩ là câu hỏi chung. Không, như đội trưởng quyết định. Dạ, em chọn A. A. Và đó là câu trả lời đúng, xin chúc mừng. Cái tinh thần của những người nghệ sĩ làm trong văn công là rất xông pha. Dù nửa đêm nửa hôm hay là dù khó khăn cấp mấy người ta cũng đi. Ví dụ như là đi vào bệnh viện, doanh trại quân đội. Thậm chí anh Tuyết còn xuống dưới cái hào mà người ta nổ đá đó.
nguyên cái nhóm của anh Đức cũng bò xuống dưới cái hố đó để mà đứng hát gì đó, chỉ cây guitar thùng thôi hoặc là cây accordion thôi, và như vậy là hát. Và lúc đó chỉ cần người ta cho ăn là mừng lắm rồi, là vui lắm rồi. Lúc đó không có ai nghĩ đến tiền, cachet bao nhiêu cả. Chỉ biết đi và hát, làm sao hát để tiếng hát của mình lay động cái lòng của người nghe. Và được một cái như này nè, mỗi lần mà đi diễn ở đâu là được các anh các chú những cái gì ăn ngon nhất là để dành. Thậm chí là anh Thuyết còn tham nữa là đem theo cái bị để mà bốc đồ ăn, đem về nhà ăn nữa. Cái thời đó nó là như vậy. Và phải nói rằng cái tinh thần của cái người nghệ sĩ lúc đó giống như một người làm tạp kỹ. Cái gì cũng có thể làm được, hát, múa, hậu đài, công tác dân vận. Dạ, nó là như vậy. Vâng, chắc là Hồng Vân thì có suy nghĩ gì về những cái đoàn văn công này? Cái thời của em thì là không có. Không có đúng không? Không thấy, nhưng mà em lại được tiếp xúc những người nghệ sĩ mà đã từng làm cái công việc này. Ví dụ như là nghệ sĩ Tú Lệ, nghệ sĩ Kim Cúc, thì mấy má có nói, có kể là trời ơi tụi má được cưng lắm. Những cái gì mà tốt nhất, những cái gì mà ngon nhất là để dành cho đoàn văn công. Ví dụ ngoài kia là bom đạn mà có cái chuyện gì xảy ra một cái thì cả cái đại đội hay tiểu đội, tức là toàn bộ đó là bảo vệ cho đoàn văn công trước, rồi mới tới nghĩ tới bản thân mình. Thì em chỉ nghe kể vậy thôi. Thành ra là má Lệ với cô Cúc nói là cái thời đó thì khổ lắm, nhưng mà hạnh phúc vô cùng, bởi vì mình được đúng nghĩa là người ta cần mình, người ta trân trọng mình kinh khủng. Bởi vì cái lời ca tiếng hát cái thời điểm đó nó còn có sức mạnh hơn cả vũ khí nữa. Đúng. Đó là má nói như vậy á. Những câu chuyện về các cái đoàn văn công thì nó nhiều lắm, và có những cái câu chuyện nó hết sức là cảm động. À, anh Tự Long ấy, anh ấy, hiện nay anh là phó giám đốc của nhà hát chèo quân đội, thì chắc là cũng phải có những đoàn văn công đi phục vụ các cái chiến khu đúng không, hay là các cái đơn vị bộ đội. Vâng, em được nghe các cô chú các anh các chị kể lại thì ngày xưa nó không có nhiều cái đoàn văn công như bây giờ. Ngày xưa thì có rất nhiều những cái tốp văn công nhỏ ở các đơn vị, sau đó thì quân đội tập hợp lại thành những cái đoàn văn công lớn. Không phải là có mỗi mình vào hát đâu anh ạ. Tức là ngày xưa là đi một cái đội đấy là gồm có ca, múa, nhạc, kịch, chèo, hát bằng thật, đánh đàn bằng thật, không có mic miếc gì cả. Các cô, các chú bảo cái mà đeo bên người là cái nhị này, cái đàn bầu này hoặc là cái đàn nguyệt là đeo. Thế còn ở đây lủng thủng là ba lô rồi lồi liêu, song chảo cứ đạp xe đạp như thế. Có những điểm thì định đến nhưng mà do đường xá khó quá là cứ hát, bộ đội cứ hành quân qua, cứ dừng lại nghe rồi lại đi, dừng lại nghe rồi lại đi. Có những con người nghệ sĩ cũng đã ngã xuống sau những cái chuyến công diễn, lưu diễn như vậy. Nói về chiến tranh thì có rất nhiều điều để nói, nhưng văn công ở chiến trường thì họ hát bằng trái tim và không ngại gì cả. Người nghệ sĩ lấy chiến trường làm sân khấu, và tiếng vỗ tay át cả cái tiếng bom thù thì chỉ có ở chiến trường, và chỉ có văn công phục vụ chiến trường mới có cái khung cảnh ấy mà thôi. Vâng. Em quên mất anh ơi. Bây giờ mới nhớ ra này. Cái hồi mặt trận 479 á, em được đi diễn đội văn công trường nghệ thuật sân khấu 2. Đó, tức là tụi em đi vào đúng đêm 30 Tết anh ạ, đi phục vụ các chiến sĩ ở mặt trận 479 bên Campuchia á. Sân khấu là mấy cái xe tải vậy nè, xong rồi là bỏ hết mấy cái bon xuống, xong rồi nhập ba cái xe tải vô nhau thành cái sân khấu, là tụi em diễn ở đó. Lần đó đi thì vui có, buồn có, đau đớn có. Có nghĩa là lúc mà biểu diễn thì vui ghê lắm. Ăn giao thừa xong xuôi thì là tụi em về đi ngủ, thì sáng hôm sau thì cả cái tiểu đội thông tin đó là mất hết. Thế là tụi em khóc, khóc quá trời khóc. Xong rồi đến khi tụi em đi về thì hồi đó là các chiến sĩ là gửi cho em thư nhiều ơi là nhiều, trời ơi cả một cái thùng to như thế này là nhiều lắm luôn. Thì nói chung là cái cảm giác mà hát cho bộ đội nó ngộ lắm anh, nó thiêng liêng mà nó lạ lùng lắm. Hồi đó là tụi cô chỉ là những học sinh mà năm thứ hai, năm thứ ba của trường sân khấu, là tình nguyện đi đó. Đó thì cái cảm giác nó vui bao nhiêu trong cái đêm trước giao thừa, thì cái cảm giác mà sáng mùng 1 nó đau đớn bấy nhiêu. Đó là chết, coi như chết hết luôn, không còn một người nào, mà toàn trẻ trẻ như mình thôi anh à. Vâng. Toàn trẻ trẻ thôi. Anh ơi, nhân tiện đây em xin kể lại một cái câu chuyện. Câu chuyện này thì nó đã đi vào sử sách. Em được đóng vai Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Khi Bác Giáp là người đánh Điện Biên Phủ thì Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ở đằng sau là phụ trách công tác binh vận. Thế thì hôm bây giờ một đoàn văn công đến biểu diễn cho tất cả bộ đội xem. Trong đấy có một bài quan họ thì người ta hát là nửa chăn nửa chiếu, nửa giường để đó em đợi ai. Tức là cái làn điệu cổ của người ta như vậy.
anh em đến xem rất đông. Khi hát đến vậy thì rất nhiều anh em bộ đội đứng dậy đà đảo văn công. Thì đại tướng hỏi là con họ người ta hát như vậy hay như vậy mà tại sao lại phản đối. Anh lính có nói là lính của tôi nó chiến đấu mệt như thế, bây giờ lên đây hát là nửa chăn nửa chiếu, nửa giường để đó đợi ai thì nó bỏ nó về hết, còn chiến đấu với ai. Thì đại tướng phải là người đứng ra và nói với tất cả những người lính đấy, những lời hát ấy là từ trái tim, từ tấm lòng, nó chính là hồn cốt của dân tộc. Nếu như không có những cái lời hát đấy thì không có chúng ta, không có dân tộc Việt Nam, không có những con người ngồi đây để mà nói lên như vậy. Và chúng ta phải có trách nhiệm chiến đấu để bảo vệ những lời ca ấy, những tiếng hát ấy. Thì lúc bây giờ mọi người hiểu ra và lại xem văn công một cách nồng nàn và yêu thêm những cái làn điệu dân ca của quê hương đất nước. Ba đồng chí vừa phản đối văn công để buổi biểu diễn dừng lại là các đồng chí đang làm loạn đấy. Tổng cục nuôi đoàn văn công là để đoàn văn công nuôi lại chúng ta bằng những món ăn tinh thần. Vậy mà các đồng chí lại đà đảo cái người nuôi mình là sao? Các đồng chí nên nhớ, những điều hát vừa rồi là tinh hoa của dân tộc. Những điều hát vừa rồi là của nhân dân, từ nhân dân mà ra, là linh hồn của dân tộc đấy. Chúng ta không thể xa rời những gì mà dân tộc yêu thương. Mà những điều hát vừa rồi là máu thịt của nhân dân, từ nhân dân mà ra. Các đồng chí đà đảo văn công, đà đảo quan họ, chính là các đồng chí giờ nắm đấm của mình tự đấm vào trái tim mình, các đồng chí có biết không? Ban nãy thì Tự Long có nói là chiến trường là sân khấu. Hồng Vân thì có nói những chiếc xe tải cũng trở thành sân khấu. Và tôi còn được biết là có những câu chuyện mà không có sân khấu, không có chỗ để đứng, người ta đã phải đứng ở trên cái ụ súng ấy, cái nơi mà để súng để chống trả quân địch ấy, và người ta cất những cái tiếng hát để phục vụ cho những người lính. Tôi hình dung ra những cái cảnh tượng đấy thì nó thật là hùng vĩ. Những con người rất là nhỏ thôi, nhưng mà trong cái bối cảnh như vậy, trong khung cảnh như vậy, nó hùng vĩ biết bao. Ở Nga cũng vậy, có một cái bài hát là Zemlenke, tức là trong hầm công sự. Tức là cái bài hát đấy nội dung của nó rất đơn giản thôi, là anh ngồi ở trong hầm công sự, ngày mai là một cuộc chiến ác liệt. Người ta cảm thấy căn hầm này nó lạnh lẽo hơn, bởi vì không chỉ cái sự lạnh lẽo của chiến tranh đâu, mà nó còn lạnh lẽo bởi vì thiếu gia đình, thiếu người yêu. Và bỗng nhiên có một tiếng accordion cất lên. Anh cảm thấy đang hát về nụ cười của em, về ánh mắt của em, và tất cả những cái đó nó sưởi ấm cho tấm lòng của anh. Anh cảm thấy không còn sợ chết, không còn sợ cái lạnh lẽo ở đây nữa. Thì mới thấy rằng chúng ta cứ nói là tiếng hát, tiếng bom, và cái sự đóng góp của những cái đội quân văn công như vậy, nó hoàn toàn là thực tế. Không phải là chúng ta nói quá, là nó cũng không kém gì những cái vũ khí cả. Cảm ơn tất cả các anh chị đã chia sẻ. Là bao nhiêu số lượng thư như thế này ở trong cái thời gian đó. Năm 2007, thưa quý vị, tôi có tổ chức một cái chương trình trực tiếp ở trên kênh VTV3. Nó có tên gọi là Khúc Tráng Ca Về Một Dòng Sông, về con sông Thạch Hãn với những người đã ngã ở đấy. Và trong hai cái tuần đó thì tôi đã được đọc không biết bao nhiêu bức thư, và nó để lại ấn tượng day dứt trong tôi không bao giờ quên cả. Có cả những cái câu chuyện nó mang tính tâm linh rất là cao, mà dù muốn hay không thì tôi trực tiếp được xem ở trong viện bảo tàng ở đó. Có những bức thư mà có chiến sĩ ngày mai ra trận và viết thư gửi về cho người yêu của mình ở hậu phương. Nội dung là gì? Là ngày mai sẽ có một trận đánh rất ác liệt, và anh nghĩ rằng ngày mai anh sẽ hy sinh. Nếu như ngày toàn thắng, anh không về thì em hãy đến cái chỗ địa điểm, cái gốc cây đấy, và để rồi tìm anh nằm ở đó. Sau đó chiến sĩ đó hy sinh, và cuối cùng là cái bức thư đấy tìm được, và người nhà, người thân đến thì đúng ở cái vị trí đó, cái chiến sĩ đó nằm ở đó. Nó nhiều cái câu chuyện nghe nó sởn hết cả da gà lên, thưa quý vị. Đây là một cái bức thư tôi xin được trích đọc. Bức thư này là của chiến sĩ Hoàng Kim Giao, là một nhà khoa học trẻ, và anh ấy ở đơn vị là tháo gỡ bom mìn. Thì anh ấy có những cái đóng góp rất là tích cực cho một cái công trình nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ vào cái việc là phá thủy lôi từ tính và bom từ trường. Và đến năm 1996 thì cái công trình này của các anh ấy được nhà nước trao cái giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1. Nhưng mà chiến sĩ Hoàng Kim Giao thì mất năm 72 khi mới có 29 tuổi thôi. Một kỹ sư trẻ rất có tài. Và đây là cái bức thư mà sót lại để mà anh ấy gửi về cho người yêu của mình. Và tôi xin phép liệt sĩ Hoàng Kim Giao là được trích đọc để giới thiệu tới tất cả quý vị khán giả, để biết được đã có một thời nó vừa hào hùng, nó vừa bi tráng, mà nó vừa gợi trong chúng ta cả đau thương lẫn những niềm tự hào. Tôi xin phép được trích đọc.
ngày 14 tháng 9 năm 1967. Em thân yêu, đi không kịp nói gì với em, không ngờ chúng ta lại phải xa nhau. Anh không còn địa chỉ để gửi thư cho em nữa, phải nhờ gia đình chuyển giúp. Đúng là anh rất đáng trách. Thương anh, em bỏ qua cho anh điều đó. Ngày đêm mong tin em, càng xa càng thấy nhớ thương em, càng khó khăn gian khổ anh càng thấy quý trọng những ngày tháng gần nhau. Anh tin rằng dù xa nhau rất lâu, chúng ta sẽ lớn lên theo ngày tháng và ngày sum họp, và tình yêu đã được ngày tháng tôi luyện, chúng ta sẽ bù đắp lại được tất cả, phải không em? Anh nghĩ đến ngày sum họp, những đêm khuya anh chợt rùng mình thấy ớn lạnh sống lưng. Khi đó, ý nghĩa duy nhất để sưởi nóng trái tim anh là tình yêu quê hương, gia đình và em. Những bức tranh sinh động của những ngày sum họp như những thanh củi càng làm lò than rực cháy. Đừng buồn và đừng khóc em nhé. Lúc nào anh cũng ở bên em. Anh mong rằng mỗi bước anh đi không bao giờ nghe thấy tiếng em khóc. Những giọt nước mắt yêu thương dành để cho lúc gặp nhau. Lúc đó em sẽ muốn khóc bao nhiêu cũng được, vì bây giờ em đã có anh rồi. Những giọt nước mắt đó không còn cô đơn nữa. Nghe anh em nhé. Mong em hãy tin như thế, để luôn luôn sống trong yêu thương, luôn luôn giữ cho hình bóng anh trong sáng. Giữ lấy niềm tin đó để mình cùng chiến thắng những ngày tháng cô đơn em nhé. Yêu thương em nhiều, rất nhớ em, hẹn em ngày trở về. Những bức thư như thế này nhiều lắm, thưa quý vị. Và tôi đã trực tiếp được đọc không dưới 30 bức thư như thế này khi chúng tôi ở Quảng Trị. Những cái nội dung ở trong đó nó luôn luôn tạo cho người đọc những cái cảm xúc rất là lẫn lộn như tôi đã trình bày. Và trên tất cả, chúng tôi hiểu được rằng tại sao đất nước chúng ta đã chiến thắng. Vì chính những con người đã chiến đấu, đã hy sinh như vậy, và chính từ những cái bức thư như thế này, thưa quý vị. Cái thời của Thanh Hoa thì chắc chắn là rất là nhiều. Và Thanh Hoa cũng đã từng là anh quân bưu rất nhiều khi ở chiến trường. Thì cũng nhận hộ gửi về và cũng đã đi mua phong bì rồi tự mua tem dán gửi cho rất nhiều chiến sĩ. Có một cái kỷ niệm mà đến bây giờ Thanh Hoa vẫn tiếc. Thanh Hoa có một người bạn học. Hai người Hà Hát thì là hai con chim sơn ca của trường. Anh học trước Hoa một lớp. 1966 thì Thanh Hoa vào nhạc viện đi sơ tán. Thanh Hoa nhớ là cái lúc trước khi đi học thì anh ấy đến nhà thì anh đi cái xe đạp và anh nói rằng: Thanh ơi, tên thật là Thanh mà ở trường gọi là Thanh Đen ý. Thì anh bảo là ngày mai anh đi bộ đội, em có muốn nói gì không? Thì mình cũng bé có biết gì đâu, bảo thế anh đi may mắn. Xong anh ấy nói là anh dí tay vào đầu này này, anh bảo nhớ phải đợi anh về anh sẽ nói một điều rất bí mật. Và rồi thì là đi, và Thanh Hoa quên ngay vì bé mà cũng không nhớ được cái hình ảnh gì hết, thì chỉ biết là như thế đi. Thế sau khi mà Thanh Hoa ra trường năm 70, đi thăm nhà anh ở cạnh nhà thầy giáo dạy văn, thì lúc đấy là đi thắp hương cho thầy giáo. Thầy giáo dạy văn cũng hy sinh, thì mẹ của thầy giáo mới nói là con sai bên kia con thắp cho thằng Thái. Bạn của Thanh Hoa tên là anh Thái, bảo ô anh Thái chết rồi. Thì lúc đấy thì mới sang, thì mình hầm mới nhìn thấy trên bàn thờ thì cô Phi Yến và chú Mười. Thì cô Yến mới ôm Thanh Hoa khóc, nói là nó chết rồi, anh mày mất rồi, chỉ còn một mình mày, từ nay không có người hát cùng rồi. Và bà mới xúi vào tay Thanh Hoa một cái lá thư rất là nhăn nheo ấy, chắc là bà giữ lâu rồi, bà bảo nó gửi cho con đấy. Và các bạn ơi, thật là bất ngờ, ở trong ấy rất là nhiều dấu chấm, Thanh xong rồi chấm 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 không biết là cái gì, rất nhiều chấm. Xong rồi anh nói là em phải trở thành con chim sơn ca để khi anh về hát cho anh nghe. Anh rất nhớ và y này, em rất nhiều. Không dám viết chữ yêu nữa vì cái thời đấy ai dám viết. Và Thanh Hoa cứ thế, và rất tiếc là bởi vì khóc nhiều quá, đưa cái bức thư lên trên mặt, úp vào mặt khóc nó nhòe và nó nát. Nhưng mà thật ra đấy là một cái kỷ niệm về thư chiến trường. Đến mãi sau, cứ mỗi một lần hát cho bộ đội thì Thanh Hoa lại nhớ đến cái lời và nhớ đến cái bàn tay anh ấy dí vào đầu, anh nói là đợi anh về.
hôm nay nói đến thư chiến trường thì cũng rất là xúc động, để nhớ đến một cái thời mà chỉ là mấy dòng chữ thôi nhưng nó làm cho con người ta có một sức sống mãnh liệt. Nhưng cháu hãy nhớ rằng có những ngày như hôm nay thì có những người đã hy sinh, và những người hy sinh lúc đấy cũng chỉ như các cháu thôi, anh trẻ lắm và hát cũng rất hay. Cho nên là xin được chia sẻ và cảm ơn mọi người đã nghe. Anh ơi, em nhà em có bác là đi bộ đội, chú em cũng đi bộ đội, và cái cảm giác hồi bé em này, tức là cả nhà nhận thư, bà em, các chú, các cô ngồi hết để đọc thư của bác và đọc thư của chú, thì em biết rằng là thím em là không chịu được, tức là không ngồi ở xung quanh nhà để ngồi nghe được, mà phải núp ở trong phòng để nghe vì sợ ông nhớ có làm sao không. Và em là cái thằng bé mà được ngồi nghe đọc thư, mà em thấy chú em hỏi thăm hết, tức là ở trong này tình hình thế nào này, mẹ khỏe không, rồi thì lúa có tốt không, rồi mưa to thế nhà có dột không, thế rồi nhắc đến tên từng người, thằng Long thế nào, có đi học đều không, nó phải sướng lắm. Còn khi nào mà lá thư mà không có được tên mình ấy là buồn, là cũng khóc. Rồi thì hồi bé bọn em có cái phong trào là các cháu viết thư cho các chú của đội, thì em xin cái địa chỉ dài lắm anh ạ. Cái hòm thư ấy nó phải từ là tiểu đội mấy, trung đội nào, đại đội nào, sư đoàn nào, nữ đoàn nào, tức là từ ABCDEF. Và thời đấy là có những cái kỷ niệm mà riêng với em thì với những lá thư này, vì nhà em có những người trực tiếp đi chiến đấu, nên là những lá thư này đối với em nó cũng là một miền ký ức mà nó mình chỉ được nhắc tên trong cái lá thư đấy là cảm thấy hạnh phúc lắm. Đúng rồi. Vâng, xin mời. Vâng, vào năm 2017 thì em có tham gia sản xuất chương trình Dáng Đứng Việt Nam. Và trong cái câu chuyện mà chúng tôi kể trong cái chương trình Dáng Đứng Việt Nam đấy thì có một cái chi tiết cũng là liên quan đến một lá thư, nhưng không hề có địa chỉ giống như là đại tá Vương Hưng vừa rồi, mà là lá thư của người chết, biết chắc chắn là mình chết, chỉ ít phút nữa là mình chết, có tên gọi là thư gửi người còn sống. Tôi có tập hợp anh em lại và đi phục dựng lại cái câu chuyện của ba chiến sĩ tên là Vũ, Chí và Dũng ở trong trung đội Ký Con. Khi mà về đến Đồng Nai thì phải, với cái sức lực cùng kiệt của ba chiến sĩ lúc đó là bị thương nặng lắm rồi, cả ba chiến sĩ dùng hoàn toàn tất cả những cái sinh lực cuối cùng để chia sẻ với nhau rằng là thôi bây giờ anh em mình không thoát được nữa rồi, chắc chắn chúng ta chết rồi, chúng ta phải viết gì về nhà. Nhưng mà thống nhất rằng là chúng ta là Vũ, Chí và Dũng, gửi tương lai. Và trong lá thư đó thì thực sự tôi không nhớ tất cả mọi chi tiết trong lá thư, nhưng ở trong này có chia sẻ rằng là mai mốt sẽ được toàn thắng, mọi người sẽ được hạnh phúc, mọi người trẻ con sẽ được đến trường, gia đình sẽ được sum họp vân vân. Thì họ chỉ mong muốn rằng là đất nước sẽ được giải phóng trong nay mai thôi. Nhưng nay thì chúng tôi đã như thế rồi, chúng tôi là những người lính đã cầm súng chiến đấu, mẹ bảo vệ cho quê hương đất nước thế này rồi, đừng quên chúng tôi. Và lá thư đấy sau đó các chiến sĩ đó cho vào một cái vật dụng cá nhân, và cuối cùng là nó nằm lại thật. Nếu mà tôi không nhớ không nhầm thì cái câu chuyện là có các chiến sĩ mà nằm trên những cái võng mà sau đó cây nó mọc lên đưa lên trên cao, thì đó là tác giả của lá thư này. Và khi chúng tôi phục dựng lại câu chuyện này thì tôi hào hứng lắm, bởi vì tôi cảm giác như tìm được một nét gì đó tuyệt vời quá. Nhưng mà người phụ trách chương trình này là nhà báo Tạ Bích Loan có nói với tôi rằng: Minh ơi, em dừng lại ngay, em chưa xác minh được đây là câu chuyện có thật. Nó có thể xuất hiện ở một tạp chí, một tờ báo nào đó, nhưng nó không có thật thì sao? Nó có tính văn nghệ, nó có thể là một vở kịch thì sao? Và tôi nghĩ rằng đó là một thách thức rất là lớn. Và tôi đi tìm tòi, tôi mới tìm được một cái tư liệu rất quý. Đó là trước đó nó đã từng được nhà xuất bản quân đội in, và nó nằm trong cuốn hồi ức của Thượng tướng Trần Văn Trà. Thì tôi bảo thôi chết rồi, bây giờ đi tìm cái cuốn ký ức đấy ở đâu, bởi vì phải tìm được cuốn ký ức đấy thì mới xác định được với cả sếp mình là câu chuyện này có thật và nó mới được lên sóng, bởi vì đây là một chương trình cực kỳ quan trọng, kỷ niệm 70 năm thương binh liệt sĩ. Và thực sự cái này nói anh Sâm nói rằng có tính tâm linh, cực kỳ tâm linh. Đó là tôi nhấc máy lên đi tìm ngay trong trang vàng số điện thoại của nhà xuất bản quân đội. Tôi gọi điện thì rất may mắn tôi gặp phó giám đốc hôm là chiều chủ nhật. Tôi giới thiệu tôi là như phóng viên đang đi tìm hiểu về câu chuyện như thế. Thì anh nói rằng là em cần gì anh sẽ giúp. Và tôi nói rằng là em đang cần tìm cái câu chuyện như thế ở trong cuốn hồi ký của Thượng tướng Trần Văn Trà mà nhà xuất bản quân đội mình đã từng xuất bản. Mọi người có hình dung là anh nói gì không? Anh đang đọc đây. Và em đang nói đến câu chuyện nào? Thì tôi nói rằng em đang đi tìm câu chuyện thư gửi còn sống. Anh bảo
anh đánh dấu luôn trang này vì anh đang đọc câu chuyện đấy, em cho người sang ngay. Và tôi cho sang, 5 phút sau có trên mặt bàn tôi cuốn sách đó. Thì tôi nghĩ rằng là không có một lý do gì lý giải được cái câu chuyện này cả. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã được các liệt sĩ phù hộ. Vion phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.